Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Ngay bây giờ có một người có một câu hỏi rất là hấp dẫn. Mời mời cô Dạ hỏi dạ cái câu hỏi lại đặng cho quý vị nghe cái câu hỏi của cô ha. Dạ, mẹ tôi 85 tuổi, bà có cao huyết áp, bà có viêm gan C, rồi có mực clo ba đờ đó. Thì cái clo ba đờ đó thì nó chấm 8 cm. Thì bà cứ cảm thấy đau bụng mà đau hơi hơi mà không có đau nhiều, mà không có appetite, ăn không có nhiều. Nào. Thành ra để cắt nghĩa cho quý vị đó là cái bà cụ này 80 mấy tuổi, có quan trọng là có bị viêm gan C, thành ra mình cũng phải suy nghĩ về cái đó. Nhưng mà cái mà mình muốn nói chuyện đó là bà cụ có cái sạn trong cái túi mật, có một cái thôi phải không cô? Nghĩa là nó chỉ kiếm được một cái sạn thôi phải không? Một cái sạn 0.8 cm. Thì trong cái túi mật của mình đó, nó có cái sạn đó thì nó hơi khó chịu. Nó hơi khó chịu mà nó sẽ đau, nhưng mà nó sẽ đau nhiều đó. Nếu mà mấy quý vị nào mà có bị sạn trong cái túi mật đó, nếu mình ăn đồ ăn mà có nhiều dầu mỡ đó thì nó sẽ tiết ra cái chất mật đó, thì nó sẽ làm đau hơn nữa. Thành ra tôi khuyên cho bà cụ đó thì đừng có ăn dầu mỡ mà đồ ăn béo thì nó sẽ không có đau. Nhưng mà trước sau gì đó tại bị cái bệnh viêm gan hep C đó cũng cũng hơi nặng đó, thì tôi khuyên nó phải đi khám bệnh bác sĩ chuyên môn, bác sĩ chuyên môn về gan đó, tại họ sẽ phải trị cái bệnh viêm gan C, và cùng lúc họ họ phải nghiên cứu coi họ có cần mổ đặng lấy cái sạn từ cái túi mật ra phải không bác sĩ không? Dạ. Dạ dạ, tôi mời. Dạ. Cái túi mật thường thường thì để cho quý vị biết luôn, nó nằm ở bên tay phải của mình. Tay phải của mình ở trên. Thành ra những ai mà vô mà nói hay bị đau ở chỗ này sau khi ăn đồ ăn á, là bác sĩ thường thường hay phải gửi quý vị đi siêu âm. Thì có nhiều lúc siêu âm về đó thì sẽ thấy sạn hay là thấy sỏi nhỏ hiệu như vậy. Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái việc kế tiếp là mình phải thử máu nữa để coi cái men gan của mình nó có lên hay không. Tại vì có sạn thì không phải là một lý do để đi mổ ngay. Nhưng mà nếu mà có sạn mà nó ảnh hưởng làm cho nó bị sưng, bị nhiễm trùng rồi làm cho men gan bị lên thì phải vô nhà thương ngay lập tức để mà người ta phải mổ khẩn cấp lấy cái túi mật ra, tại nó có thể bể giống như cái ruột dư là appendix. Thành ra ở cái trường hợp của bà giống như cô nói đó là cứ lau đau lim dim thì mình đoán là chắc là cái sạn nó chưa có gây sưng lên hay là nhiễm trùng thì chưa có cần thiết phải mổ ngay bây giờ, nhưng mà có sạn là có nguy cơ sẽ dẫn tới. Thành ra nên để ý cẩn thận với bác sĩ, nên theo dõi, lỡ mà đau lắm thì phải vô nhà thương, còn nếu mà đau lim dim á thì bác sĩ Nhân đã khuyên đó là cố gắng đừng ăn đồ mỡ nhiều, thì cái túi mật của mình nó không có bóp thì cái sạn nó không có bị Không có đau. đè, nó không có đau, thì đó là một phần để giúp. Dạ, bác sĩ Hương nói rất là có lý đó. Là với lại cái quan trọng đó là tôi nhấn mạnh mạnh đó là bà cụ bị viêm gan C đó, cái viêm gan C cộng với lại cái bệnh sạn trong túi mật đó, nó hai cái đó nó sẽ làm hơi nặng hơn. Thành ra tôi khuyên nên đi khám bệnh bác sĩ chuyên môn càng càng sớm càng tốt nha. Thành ra hy vọng trả lời cô được rồi ha. Cô có Còn cái câu hỏi là bác cứ uống Alendol này, thuốc rỗng xương đó bác sĩ, mà uống mười mấy Alendronate. hộp rồi mà có sao một tuần uống một viên thôi, có nguy cơ gì Dạ. Bà cụ uống cái thuốc Alendronate đó, là bao nhiêu lâu rồi cô? không? Uống cỡ thì một năm có bác sĩ. Ok. Một năm thì không sao. Họ nghiên cứu đó thì họ thấy đó, thường thường sau khi 5 năm đó thì lúc đó mình bắt đầu mình phải nghiên cứu trở lại mình cần uống thêm hay không. Là tại có nhiều người ít người họ nghiên cứu thì họ thấy đó, sau khi 5 năm nếu mà uống cái thuốc rỗng xương Alendronate hay Fosamax, mấy cái thuốc đó đó, một số người bị rỗng xương trong cái hàm đó. Thành ra thường thường sau khi 5 năm đó thì bệnh nhân của tôi đó thì tôi suy nghĩ trở lại nên uống thêm hay không, nhưng mà uống một năm không sao ha. Dạ, hy vọng trả lời cho cô rồi ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ nha. Dạ không có gì, cảm ơn. Dạ chào cô. Dạ hello, cho biết tuổi, tên và câu hỏi. Hello.
Hello, có ai đó không? Hello. Ok. Hello, cho biết tuổi tên và câu hỏi. Dạ, Hỏi chào. thăm. Cụ 62 hỏi giùm người bạn. Dạ. Gia đình mà có bị tiểu đường đó là gia truyền đó, thế hệ Dạ. thứ nhất truyền cho thế hệ thứ hai, rồi thế hệ thứ ba nó có bị gia truyền không? Dạ. À, chú bạn cái volume trên TV xuống một tí nha chú. À, thì chú hỏi đó chú hỏi đó là nó di truyền từ đứa con thứ nhất phải không? Xong rồi đứa Thế con. hệ tức là cha cha truyền cho Sorry. con, rồi rồi bây giờ con có con rồi, rồi sau này có truyền cho cái người cháu Có thể có cái bệnh tiểu đường đó nó di truyền xuống rất là thường xuyên hơn là mấy mấy cái bệnh khác. Thành ra bác sĩ Nhân không có biết cái số bao nhiêu, nhưng mà nó cũng cao lắm. Thành ra nếu mà thường thường lúc mà bệnh nhân mới mà vô khám bệnh cho bác sĩ Nhân đó, tôi luôn luôn hỏi là ba má anh em có bị tiểu đường không, tại tại đa số ba má mà anh em mà bị tiểu đường đó, tại cái nguy cơ mà của cái người bệnh nhân mà bị tiểu đường đó cũng rất là cao, phải không bác sĩ? Để mình giải thích, khi mình nói di truyền không có nghĩa là 100% nha, nó chỉ gọi là increase risk, có nghĩa là cái nguy cơ cái thế hệ thứ sau có thể bị tiểu đường cao hơn một người mà không có gia đình mà không có bị bệnh tiểu đường. Nhưng mà chú nên biết là tiểu đường nó ảnh hưởng với cái đời sống mình rất là nhiều, thành ra cách mình ăn uống, cách mình tập thể dục hay không, thành ra không phải là nếu mà mình biết mình có cái nguy cơ cao mà mình cố gắng, mình kiêng cữ hay là mình tập thể dục nhiều thì chưa chắc mình sẽ bị tiểu đường, thành nó không phải là mình sẽ giảm cái nguy cơ của mình xuống rất là nhiều, thành ra cũng đừng có nên sợ quá. Dạ, bác sĩ Hương nói rất là có lý, rất là hay. Là cái bệnh tiểu đường đó là một cái bệnh mình có thể control được, nghĩa là mình có là tôi nghĩ đó di truyền xuống cái chừng 25%, còn cái 75% đó là mình ăn uống làm sao, mình ăn ở làm sao. Nếu mình tập thể thao, mình ăn uống rất là kỹ, không có ăn nhiều bột ngọt, không có uống nhiều soda, không có ăn chè mấy cái đó mà tập thể thao đó, thì cái nguy cơ của cái tiểu đường nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Thành ra nếu mà mình có cái di truyền từ cha mẹ đó mà mình ăn uống kỹ đó, có nhiều khi mình cũng không bị tiểu đường. Đúng rồi. Thành ra đó về cái bệnh tiểu đường, nó quan trọng nhất đó là cái cuộc sống của mình ăn uống kỹ lưỡng thì cái nguy cơ nó sẽ rất là thấp. Cái đó hy vọng trả lời cho anh rồi ha. Khoảng bao nhiêu được bao nhiêu phần trăm? Tôi nghĩ nếu mà ăn uống kỹ lưỡng mà tập thể thao, tôi nghĩ nó sẽ giảm xuống từng cái chừng 75%. Còn cái hai còn còn cái 25% kia đó là di truyền, thì cái đó mình không có thể control được nha. Cái thế hệ thứ bốn nó có bị không? Nó không có tính theo là thế hệ làm sao cơ, có nghĩa là nếu mà mình có cái, tại vì người ta hay nói là nếu mà gia đình như vậy thì con cái hay vậy, không phải là tại một phần là di truyền, một phần có thể tại vì mình sống ở trong một cái gia đình mà cách ăn uống như vậy thì họ ăn uống cũng giống nhau đó, cho nên cái nguy cơ nó cao hơn, chứ không phải hẳn là ồ ông như vậy rồi cha như vậy rồi con như vậy rồi cháu như vậy, nó không hẳn giống như là một cái bệnh di truyền, như là bệnh khác, giống như bệnh bệnh di truyền genetic, nó không phải là như vậy. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.